Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá nha. Hôm nay thấy có một người biếu cho mình một lốc chè bí đao mà mình thấy loại này kiểu nhãn hiệu mới, hương vị mới nha. Đó, chè bí đao Data Pha nha. Mình tìm hiểu thì một lốc này là 6 lon là 35 ngàn nha, là chia ra 5.800, coi như là 6 ngàn một lon đó. Đó, cái này là làm từ bí đao này. Không biết, mình không còn thắc mắc, không biết là bí đao này có giống cái quả bí mình hay ăn không biết nữa. Mọi người nếu biết thì nói cho mình biết nhé, để mình học thêm. Mình học học nữa học mãi mà. À, thành phần của nó là thành phần là đường kính này, cốt bí đao cô đặc này. Chất tạo màu, hướng dẫn sử dụng là uống ngon hơn khi uống lạnh thôi. À, đôi khi màu sắc thay đổi này. Hiện tượng lắng đọng tự nhiên này, không làm ảnh hưởng đến chất lượng à. Là đôi khi uống cái này nó thay đổi màu sắc nữa nha, nhưng không ảnh hưởng lắm. Đây mọi người nhìn quả bí đao này giống như quả bí mình hay ăn đấy. Không biết có phải làm từ quả đấy không biết nữa. Rất là thắc mắc nha. Thể tích của nó là 325g. Đó, chai màu xanh này. Hạn sử dụng đây 1 năm, 2 năm 26 tháng 4 đến 21, 23, 2 năm nha. Hiện thay hồ mà uống nha. Giờ sẽ mở ra nha. Cái này thì không có ga nha, nên mình sóc thoải mái. Đó, không có ga gì hết. Sẽ đổ ra cho mọi người dễ nhìn nha. Rồi nhìn nước của nó giống như cà phê ấy. Màu y màu cà phê rất là thơm nha. Giờ uống thử miếng nha. Vị của nó thanh thanh, không ngọt đậm nha. Nó có mùi hương của nó bay ra giống như mùi cà phê sái ấy. Mọi người uống cà phê sái bao giờ chưa? Mùi giống vậy nha. Nó nước của nó nhạt nhạt giống màu cà phê sái thôi. Nhưng uống vào thì thấy mọi người bảo rất là mát mà. Mình uống thấy rất là ngon nha. Vị ngọt thì vừa phải, không ngọt quá như mấy nước ngọt kia. Rồi mình thấy cái này có điều đặc biệt đó là làm từ quả bí đao này. Cũng không phải nhiều hóa chất như mấy cái loại nước ngọt khác. Đấy là theo mình cảm nhận nha. Mọi người có ý kiến nào khác hay là có gì bổ sung cho mình thì bình luận xuống dưới, mình sẽ khắc phục rồi mình sẽ làm tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Đừng tiếc cho kênh mình like và đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất nha.